toàn bộ 10 người trên máy bay chở phó tổng thống Malawi thiệt mạng. Dẫu tin cánh cửa NATO dần khép lại, Ukraine cạn hy vọng gia nhập liên minh. Tổng thống Macron đặt ván cược với phe cực hữu Pháp. Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 11 tháng 6, đài CBS dẫn lời chính phủ Malawi cho biết Phó Tổng thống Malawi Saulos Chilima và 9 người khác, bao gồm cả cựu đệ nhất phu nhân Shanin Jimbiri, đã tử nạn khi chiếc máy bay chở họ bị rơi ở dãy núi Chikangawa. Tổng thống Lazarus Chakwera tuyên bố ngày 11 tháng 6 là ngày quốc tang. Thông báo này được đưa ra vào sáng 11 tháng 6 theo giờ địa phương bởi Văn phòng Tổng thống và Nội các. Thông báo nêu, thật không may, tất cả những người trên máy bay đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương, sau khi chiếc máy bay quân sự cất cánh từ thủ đô Lilongwe của nước này và mất liên lạc. Ông Chilima và phi hành đoàn đang trên đường đến dự đám tang của một cựu bộ trưởng nước này thì máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Các quan chức không lưu cho biết máy bay đã không thể hạ cánh xuống sân bay Mzuzu, cách thủ đô khoảng hơn 370 km về phía bắc do tầm nhìn kém. Trong bài phát biểu toàn quốc được truyền hình trước đó, Tổng thống Chawera nói với cả nước rằng hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ tiếp tục cho đến khi máy bay của ông Chilima được tìm thấy. Rất tiếc đã không có phép màu nào xảy ra. Một số quốc gia bao gồm cả Mỹ đã hỗ trợ công nghệ trong hoạt động tìm kiếm. Ngày 11 tháng 6, trong một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội, Đại sứ quán Mỹ tại Lilongwe cho biết họ quan ngại sâu sắc trước tin tức về vụ tai nạn và đề nghị hỗ trợ bằng tất cả phương tiện sẵn có, bao gồm cả máy bay Defense C-12. Ông Chilima, 51 tuổi, được coi là ứng viên tổng thống tiềm năng trong cuộc bầu cử vào năm tới. Năm 2022, ông từng bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, tháng trước, tòa án Malawi đã hủy cáo trạng đối với ông sau khi cơ quan công tố đệ trình thông báo và yêu cầu đình chỉ vụ án. Ông Chilima phủ nhận mọi hành vi sai trái. Mới đây, tờ Business Insider đưa tin, dù cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nỗ lực đến mức nào để thúc đẩy việc gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, liên minh này vẫn sẽ đóng cửa với Kiev vì bất kỳ lời mời nào cũng có thể phá hỏng cơ hội giành chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tại Mỹ vào tháng 11 tới. Nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, ông Leo Lichan nhận định, ông Biden đang cố gắng củng cố lập trường với công chúng Mỹ rằng nước này không can dự vào việc kết nạp Ukraine vào NATO vì ông ấy không muốn làm suy yếu cơ hội tái đắc cử của mình. Không ai ở NATO, đặc biệt là ở Mỹ, muốn phải thử nghiệm điều 5. Điều 5 của Hiệp ước NATO quy định, cuộc tấn công vào bất kỳ mối quốc gia thành viên nào đồng nghĩa với việc tấn công vào tất cả các quốc gia còn lại. Một cuộc khảo sát do Harris Poll và Viện Quincy công bố hồi tháng 2 năm nay cho thấy, khoảng 70% người Mỹ muốn chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc đẩy Ukraine tiến tới đàm phán hòa bình với Nga càng sớm càng tốt. Trong khi đó, theo cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos vào tháng trước, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm. Chỉ 36% cử tri Mỹ đồng tình với phần thể hiện của ông Biden tại Nhà Trắng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Time, ông Biden cho biết ông chưa chuẩn bị cho việc NATO hóa Ukraine. Theo chủ nhân Nhà Trắng, Ukraine không nhất thiết phải trở thành thành viên NATO thì mới có hòa bình. Ukraine đặt kỳ vọng sẽ đạt được bước đột phá về thời điểm gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Nhưng hồi tháng 4 năm nay, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết một thỏa thuận về việc Ukraine gia nhập liên minh khó đạt được tại hội nghị. Financial Times đưa tin, việc thiếu tiến triển trong việc kết nạp Ukraine vào NATO đang làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Ukraine. Khi hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào năm 2023 kết thúc mà không đưa ra khung thời gian cho việc Ukraine gia nhập NATO, Tổng thống Zelensky đã tức giận nói rằng sự chậm trễ này đã chưa từng có và vô lý. Cả Mỹ và Đức đều lên tiếng phản đối việc Ukraine nhanh chóng gia nhập liên minh. Hồi tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập NATO nhưng tránh đưa ra cam kết về thời điểm cụ thể. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thậm chí còn thừa nhận trong phiên điều trần trước Quốc hội rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine đi ngược lại lợi ích quốc gia của Nga. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Tuy nhiên, bất chấp việc NATO mở rộng nhanh chóng trong nhiều thập niên, liên minh quân sự này vẫn tránh chấp thuận đơn xin của Kiev. Trong khi Tổng thư ký NATO và một số thành viên của liên minh đồng ý rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO,
Kiev vẫn chưa được đưa ra một thời gian biểu cụ thể cho việc gia nhập. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bế tắc này là do cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa đến hồi kết. Tháng trước, Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nếu cuộc xung đột với Nga chưa chấm dứt. Tổng thống Zelensky thừa nhận một số thành viên NATO không muốn kết nạp Ukraine trong bối cảnh xung đột vũ trang diễn ra vì họ cảm thấy rủi ro, trong khi những thành viên khác chỉ đơn giản là hoài nghi. Ông Zelensky nói, vì vậy, để Ukraine được chấp nhận vào liên minh, chúng ta phải chiến thắng. Ông cho rằng tư cách thành viên NATO cuối cùng sẽ đảm bảo an ninh và độc lập của Ukraine. Nga cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hợp tác quân sự của khối này với Ukraine là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột. Moscow coi NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và khẳng định Ukraine phải trở thành một quốc gia trung lập. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố Moscow không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO trong bất kỳ trường hợp nào và coi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga. Ngày 9 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp sớm sau khi Đảng Mặt trận Quốc gia FN theo đường lối cực hữu đánh bại Liên minh Ôn hòa của ông trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu EP. Ông Macron có thể nhận ra cử tri Pháp đang tức giận với ông, nhưng vẫn tổ chức bầu cử sớm vì tin rằng họ không muốn có một thủ tướng cực hữu. Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm với Tổng thống Macron. Pháp sắp tổ chức Thế vận hội đối mặt với các mối đe dọa, trong khi quan hệ với Nga không ngừng gia tăng căng thẳng vì vấn đề Ukraine. Giữa bối cảnh chính trị phức tạp của châu Âu, Pháp được coi là một chiến trường giữa phe chính trị trung dung với phe cực hữu ở châu Lục. Tuy nhiên, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu cho thấy phe cực hữu đã trỗi dậy và thắng thế ở nhiều quốc gia, trong đó Pháp là nơi chịu tác động lớn nhất. Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, dẫn đầu bởi chính trị gia 28 tuổi Jordan Bardella, giành được 33% phiếu bầu, gấp đôi kết quả 15,2% của Đảng Phục Hưng theo đường lối trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron. Kết quả này đã làm giãn nứt liên minh cầm quyền đến mức ông Macron phải giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm từ ngày 30 tháng 6. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định bên nào sẽ chiếm thế đa số tại quốc hội và được quyền bầu tân thủ tướng. Phe kiểm soát quốc hội cũng có quyền quyết định chính sách trong nước của Pháp, gồm cả chính sách kinh tế và an ninh quốc gia. Theo giới quan sát, đây là một ván cược đầy mạo hiểm của ông Macron. Tổng thống Pháp cho rằng cử tri có thể tức giận với ông, điều đã được thể hiện trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, nhưng sẽ không sẵn lòng cho phép một chính trị gia cực hữu đứng đầu chính phủ mới. Cú sốc đó đã lan khắp nước Pháp trong ngày đầu tuần mới. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cho biết bà thấy choáng váng trước quyết định đáng lo ngại của Tổng thống Macron. Nếu RN giành thế áp đảo tại Quốc hội, Tổng thống Macron sẽ buộc phải điều hành đất nước với chính trị gia Bardella. Ông Macron vẫn giữ quyền quyết định chính sách, đối ngoại và quốc phòng, nhưng sẽ không còn có thể định đoạt các quyết sách trong nước. Kịch bản chung sống giữa Tổng thống với Thủ tướng của hai đảng đối lập từng xảy ra dưới thời cựu Tổng thống Jacques Chirac năm 1997. Ông Chirac năm đó, vốn là chính trị gia trung hữu, cũng từng hy vọng chặn được đà thắng của phe cánh tả trên chính trường bằng cách giải tán quốc hội và bầu cử sớm. Tuy nhiên, các đảng cánh tả cuối cùng vẫn giành được đa số tại Quốc hội Pháp và ông Chirac phải làm việc cùng Thủ tướng thuộc Đảng Xã hội là Lionel Jospin, nhiệm kỳ 1997-2000. Tuy nhiên, kịch bản chung sống này với ông Macron tiềm ẩn rất nhiều thách thức. Lãnh đạo phe cực hữu Pháp, bà Marine Le Pen, đã thấy cơ hội lịch sử sau cuộc bầu cử. Bà nói với kênh TF1 của Pháp rằng đảng RN đang theo đuổi liên minh với Bardella làm thủ tướng, tập trung vào phục hồi kinh tế và chống nhập cư. Bà nhấn mạnh cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đã phát tín hiệu rõ ràng rằng phe cực hữu Pháp muốn thay đổi hướng đi. Ông Macron xem cuộc chiến ở Ukraine giống như cuộc đấu tranh để tồn tại của châu Âu vào thời điểm mối đe dọa từ Nga ngày càng tăng. Theo đó, châu Âu sẽ cần phải đoàn kết và tập hợp các nguồn lực quân sự và công nghiệp chống lại thách thức đó. Trong khi đó, RN lại cho rằng đã tới lúc các quốc gia cần tự khẳng định mình, chống lại chủ nghĩa liên bang châu Âu và chống toàn cầu hóa. Họ muốn tăng kiểm soát biên giới, chống lại các biện pháp mà Brussels đưa ra, cũng như ngăn chặn nguy cơ các giá trị quốc gia bị pha tạp hoặc biến mất do làn sóng người nhập cư. Viễn cảnh trở lại cầm quyền của bà Le Pen và phe cực hữu không chỉ năm nay mà cho đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2017 có thể thúc đẩy sự hoài nghi của châu Âu đối với các cam kết của ông Macron về hỗ trợ Ukraine và tăng ngân sách liên minh châu Âu. Thách thức trước mắt với bà Le Pen vẫn còn lớn. Để buộc ông Macron bổ nhiệm ông Bardella làm thủ tướng, đảng RN sẽ cần tăng từ 88 nghị sĩ quốc hội hiện tại lên 289 ghế. Họ có thể liên minh với đảng khác
để đạt được thế đa số trong Quốc hội gồm 577 thành viên. Thành công hay thất bại của ông Macron trong cuộc bầu cử tới sẽ phụ thuộc một phần vào khả năng đảng phục hưng của ông có thể huy động ủng hộ của cử tri bằng những lập luận về mối đe dọa của chủ nghĩa dân tộc và sự tồn vong của châu Âu. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo những lập luận đó đã không phát huy tác dụng trong cuộc bầu cử cuối tuần qua. Sau đòn giáng nặng nề của phe cực hữu, ông Macron đã tận dụng quyền lực tổng thống để buộc tất cả các đảng phải chạy đua chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm. Dù sự gấp rút này có thể giúp ông Macron ngăn đảng của bà Le Pen đạt được đa số ghế trong Quốc hội, song vẫn cho phép bà giành được lợi thế. Điều đó có thể khiến ông đối mặt với mớ hỗn độn khó kiểm soát hơn, gây ra tình trạng tê liệt chính trị và cản trở chương trình nghị sự. Chuyên gia này nhận định đó sẽ là cơn bão lớn mà ông Macron phải đối mặt.